Nói chung thì mấy đợt quà từ thiện nè là cho bà con ở ở trong Sóc không à. Bà con người Khmer, đồng bào người Khmer. Lúc này mặt trời lên đẹp. Gạo từ thiện đợt sau là phát hết rồi, còn phần chừa lại một phần để cho hai vợ chồng già ở tuốt ở ngoài cầu 13, từ đây đi ra ở cầu số 10 chứ, từ đây ra đó cũng mười mấy cây. Ổng ở ngoài đó mùa nước hay đi ra ngoài đó quay cảnh giăng lưới này nọ. Bây giờ mới nhớ ổng, mới nhớ đó ổng, giờ giữ lại một phần để tặng cho ổng. Hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà ổng ăn chay nữa. Thị trấn Tiên Tôn. Nói chung thì mấy đợt quà từ thiện nè là cho bà con ở ở trong Sóc không à. Bà con người Khmer, đồng bào người Khmer. Thật ra thì đồng bào người Khmer nghèo nghèo nhiều lắm. Người Kinh cũng nghèo vậy, nhưng mà cái nghèo của người Kinh nó khác với người Khmer. Người Khmer là nghèo thê thảm luôn á. Còn người Việt Nam nghèo nghèo chứ cũng có cái nhà gọn gàng. Còn người Khmer là nghèo cái là nhà làm bằng vách lá te tua. Thật ra thì tại cái huyện Tri Tôn này là cái huyện đồng bào Khmer đông, thành thử ra cũng lẽ đương nhiên là có đồng bào Khmer nghèo nhiều. Bây giờ thì còn có người Kinh vô ở hơi đông, chứ hồi xưa là ra khỏi cái chợ Tri Tôn là người Khmer không. Hiện giờ thì cũng vậy thôi, nhưng mà hiện giờ thì trong mấy cái làng đó có pha trộn người Khmer với người Kinh ở trong đó. Nhưng mà cái tỷ lệ người Kinh mà ở chung với người Khmer nó cũng cỡ khoảng 10-20% mà ở trong mấy cái làng đó. Còn ở theo bờ Kinh đó, theo Kinh rạch đó, thì người Kinh ở đông. Còn ở chợ thì người Kinh cũng ở đông, mà ở chợ còn có thêm người Hoa nữa, người gốc Hoa. Người Kinh nghèo ở dọc dọc bờ sông nhiều lắm. Còn ở theo mấy cái làng, mấy cái phum á, ở trên núi á, thì người Khmer. Ở trong mấy cái làng mà ở quanh mấy cái núi đó là người người Khmer, theo tôi đoán là phải
từ 90% trở lên. Có nhiều cái làng mà các bạn vô, các bạn nói tiếng Việt với mấy người hơi có tuổi chút á, từ 40-50 á, 50 trở lên á, nhất là mấy người có tuổi từ 50 trở lên á, nói tiếng Việt họ không biết, họ không nghe, họ không hiểu. Thì đám trẻ trẻ thì các bạn nói tiếng Việt họ hiểu, chứ còn mà mấy người có tuổi chút là nói tiếng Việt họ không hiểu đâu. Mà đi vô mấy cái vùng sâu vùng xa có nhiều, nhất là mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ nó thấy người lạ tới nói chuyện với nó sợ lắm, nó chạy á. Rồi bây giờ tôi thì tôi đi riết rồi tụi nó quen rồi, nó gặp mặt là nó chạy lại rồi. Chạy lại làm gì các bạn biết không? Nó lại xin kẹo. Cho nên tôi đi lúc nào tôi cũng bỏ 40-50 cục kẹo ở trong cái cốp xe hết á. Chừng nào tụi nó chạy lại nó xin thì cho. Cho đứa một cục. Bịch mua 40 ngàn. 40 ngàn được 50 cây. Mà cái mùa hè này mà đi vô làng cái là một cái làng vậy mà nó bu lại cái là một bịch là tích tắc là hết liền. Tại mùa hè tụi nó nghỉ, tụi nó ở nhà nó lẫn mà nó thấy tôi tới là nó bu lại luôn. Rồi mấy đứa kia nó thấy tụi này bu lại, nó ở xa nó cũng chạy lại nó bu lại nữa. Đấy, phát cho con đứa một cây kẹo cho nó ngậm cho vui. Bữa nào mà không có tiền mua kẹo là đâu có dám vô làng, sợ tụi nó bu lên xin không có rồi tụi nó buồn, rồi né tụi nó luôn rồi chứ sao. Chuyện nào có kẹo thì mới mạnh dạn vô làng gặp mấy đứa nhỏ, còn không có kẹo thì chống nó luôn. Nói chứ nếu mà mỗi ngày mà đi vậy, đi vô làng rồi chạy xe mấy chục cây số vậy, mà tính tiền xăng rồi tiền ăn sáng rồi tiền hút thuốc lá rồi tiền kẹo cũng bộn rồi nha, cũng trên 50 và từ 50 tới 100 á. Mà dạo này làm ăn khó khăn nữa, ba cái mùa Covid này mà nhà trọ gì mà cả tháng trời được một mối hai mối được có 50-100. Mối mang giờ nó đi đâu mất hết trơn rồi, nó trốn hết rồi làm sao. Nói chứ đi phát gạo cái lúc này nè, cái lúc mùa Covid này nè, quý lắm, bà con mừng lắm. Tại không có làm ăn gì được á, mình phát gạo người ta mừng lắm. Tôi mà có 40-50 phần nữa tôi phát cũng hết. Tại vì mấy hôm nay là phát có 3-4 cái xã ở gần thôi. Chứ còn xã Lương Phi nè, rồi Ba Chúc nè, rồi Lê Trì nè, Tà Đảnh nè. Tà Đảnh là cái xã tôi đang đi nè đó. Tà Đảnh là cái xã ở dọc theo đường Lộ Tẻ Thi Công Long Xuyên đó. Bây giờ là con đường tôi đang chạy nè, thì tôi chạy ra cầu số 10 mang bịch gạo với 4 chai nước tương cho hai vợ chồng già ở ngoài cầu số 10 đó. Tôi mang có một phần đi thôi chứ ở đó cũng đông lắm, ở đó bà con nghèo cũng đông.
nhất là mấy cái hộ mà người ta ở bên kia sông á, đó. Đó, bên kia sông đó, chứ bên đây sông thì bà con thấy cũng đỡ lắm. Rồi còn xã Tân Tiến nữa, xã Tân Tiến là cũng là cái xã nghèo đó, đó xã Tà Đảnh, xã Tân Tiến, xã Lương Phi, Lương An Trà nữa, còn cái xã Lương An Trà nữa, còn 4-5 cái xã nữa, 4-5 cái xã nữa nó ở hơi xa, đó. Mấy cái xã đó nó ở hơi xa thành thử ra chưa có được. Tôi mà được 4-50 phần nữa là tôi đi phát mấy cái chỗ, mấy cái xã xa xa đó. Mấy hôm nay là phát mấy cái xã ở trong núi nhưng mà cho mấy hộ nghèo ở trong núi ở mấy cái xã gần. Tôi phát là tôi lựa đó, tôi lựa mấy người nghèo thiệt á. Mấy người nghèo là thứ điều là mình gọi là nghèo rớt mùng tơi á. Chứ còn mà nghèo vừa vừa nữa là phát không, một xã phát không đủ đâu. Một xã tôi phát được có, chỉ có kỳ này là xã An Đức là phát được gần hai mấy phần á. Cái xã An Đức không. Còn xã U Lâm rồi xã U Lâm được hình như là cũng 5-10 phần vậy á. Rồi xã Cô Tô cũng 5-10 phần. Xã Cô Tô coi, xã Cô Tô hình như 10, được 10 phần. Tôi kỳ này tôi không có phát ở ở thị trấn Thi Tôn á. Tại vì mình thấy thị trấn Thi Tôn đó nhà toàn nhà nghèo không ở đây rồi. Tại vì thấy ở Thi Tôn nó ngay trung tâm, nó cũng dễ, nó hay được được quà từ thiện lắm. Mà ngay ở trong trung tâm thị trấn Thi Tôn ở cái đám mà khu tái định cư ở phía sau Sao Mai, cái đám đó cũng là cái đám nhà nghèo không à.